mọi người, mình là Lệ Trang. Có lẽ là bây giờ mọi người đã xem bất sứ bắt đầu tập kế tiếp rồi, thì chắc hẳn là mọi người cũng cảm thấy rất là bất ngờ với quyết định của mình. Thế cho nên là mình quyết định sẽ ngồi xuống và tâm sự với mọi người một chút. Đầu tiên thì mình muốn gửi lời cảm ơn đến mọi người, đến những người trong suốt thời gian qua đã luôn yêu thương và ủng hộ mình, cũng như là giúp đỡ mình, để bắt tay mình để mình có thể trở thành Queen of Handshake. Tuy nhiên thì mình cũng phải xin lỗi mọi người rất là nhiều vì mình đã không thể tận dụng được hết những cái quyền lợi mà mọi người đem lại cho mình. Thực sự thì mình cũng mong là mọi người có thể hiểu và thông cảm giúp mình, bởi vì mình có những cái dự định riêng trong tương lai từ rất là lâu rồi. Thế cho nên là mình không thể tham gia vào Senbatsu Battle của Single 3 lần này. Nhưng mà mọi người cũng đừng buồn, đừng giận mình lâu nha, bởi vì không chỉ có Single 3 mà còn rất nhiều các sự kiện khác nữa thì mình vẫn có thể bù đắp cho mọi người. Nên mọi người giận 30 giây luôn nha. Thực sự thì mình không muốn phải trao đi cái cơ hội ấy, nhưng mà thực sự là không còn cách nào khác, và mình cũng cảm thấy khá là vui vì mình đã có thể trao cơ hội ấy cho chị Tiên Linh, và mình tin rằng chị Tiên Linh có thể hoàn thành tốt cái vị trí ấy thay cho mình. Cho nên mọi người cũng hãy luôn yêu thương và ủng hộ SGO4EA trong thời gian sắp tới nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều và mong mọi người hãy chịu đựng mình trong 30 giây luôn nha.